Trước đó, đội kiểm tra cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông phát hiện một vụ cắt hạ, khai thác gỗ trái phép tại lâm phần được giao cho công ty Hoàng Ba ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Tại hiện trường có 15 cây gỗ từ nhóm 4 đến nhóm 6 đã bị chặt hạ. Khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là gần 50 mét khối. Doanh nghiệp được giao quản lý rừng cũng vừa bị thanh tra tỉnh Đắk Nông tiến hành thanh tra toàn diện và chỉ ra nhiều sai phạm lớn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong 10 năm từ 2008 đến 2018, doanh nghiệp này đã để mất trắng hơn 300 hecta trong tổng số 700 hecta rừng tự nhiên được giao quản lý. Thì huyện đã chỉ đạo cho công an huyện và công an kiểm lâm và các ngành liên quan là khẩn trương là xác minh lại hiện trường cho nó chuẩn, và cần thiết thì có kiểm lâm viên để giám định viên xác định cái giá trị để thải cũng như là chủng loại rồi loại cây rừng bị khai thác trái phép như vậy, và sớm lập hồ sơ xử lý theo quy định thôi. Trên cơ sở cái vụ việc xảy ra vậy thì cũng yêu cầu các cái ngành chức năng là xác định là cái nguyên nhân trách nhiệm, bởi vì đã có những cái văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện hết rồi, có đoàn 12 của xã, đoàn 12 huyện, đoàn 12 của tỉnh, rồi là các cái văn bản chỉ đạo như vậy. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra cái việc khác lực như vậy. Được biết, dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ba có quy mô 1.045 hecta, trong đó có hơn 700 hecta rừng tự nhiên, hơn 300 hecta cao su, phần còn lại là để trồng rừng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, thời gian cho thuê đất là 50 năm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.